Em chào cả nhà nhé. Hiện tại bây giờ đang là phiên tối của ngày 21 tháng 9 năm 2021 ạ. Tối nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác một cái phiên thanh lý châu thái hàng lỗi lá này, kiều lá nhựa này, cát này. Tất cả những mặt hàng đấy thì em còn cực kỳ ít nhá, nên là em xả sập sàn cho mọi người. Rồi tiếp theo video thì em sẽ lên chia sẻ những cái mặt hàng mới hoa Tết của nhà em nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768. Và địa chỉ vừa lan nhà em là ở ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đây là toàn bộ những cái hàng mới về này của nhà em này. Đẹp lắm mọi người ơi. Rất ngây luôn ạ. Còn mở đầu cái video ngày hôm nay thì em còn một số những cái mặt hàng lỗi lá với lại những cái mặt hàng em còn ít ấy, em thanh lý nhanh cho các bác nhé. Còn vài chậu cát đủ màu em thanh lý nhanh cho các bác nhé. Một combo 3 chậu 250.000. Cái hàng này giá cũ này em đang bán là 150 một cây đấy. 150 một chậu nhá. Đây ở đây em có một số mặt hoa của nó này. Vàng chanh này, xanh này, trắng lưỡi hồng này, tím này, mặt quỷ nhá. Hàng này hàng sổ số nên là em lựa tương đối cho mọi người thôi, chứ không phải là hàng bảo hành mặt hoa nhá. Cứ 250.000 là các bác sở hữu một combo 3 chậu như thế này. Cát này bây giờ về mình sang chậu cho em vì cái dòng này nó đẻ con rất là sai. Đây này mọi người nhìn cho em này, những cái mầm mới nó đang lên này, cây con đây này, thân mới này. Đây nhá. Đấy, đang lên nhiều lắm. Về bây giờ mình sang cho em một cái chậu to hơn đấy, để cho những cái thân con này này nó nở ra cho cây nó to. Cát này không ưa nước nên mình không cần phải tưới nước nhiều đâu nhá. Xả nhanh luôn, 250.000 một combo 3 chậu, hàng không bao ship nhá. Các bác vui lòng cậu cho em 40.000 tiền ship nữa nhá. Kiều tím lá nhựa này, em còn vài cây em thanh lý nhanh cho các bác này. 250.000 một cặp như thế này. Hàng hoa tím đậm tím ngắt nhá. Siêu đẹp luôn ạ. Hoa đúng như cái hình mọi người đang theo dõi đấy. Đấy là mặt bông nó thực tế tại nhà em luôn này. 250.000 hai chậu. Hàng xả không bao ship nhá mọi người nhá. Phí ship đồng giá 40.000 giúp em. Đây số lượng không nhiều đâu ạ. Đây em còn khoảng 20 chậu thôi nhá. Và tính ra là được 10 combo đấy. Này các bác nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nhá. Nhạm VIP siêu to đẹp của nhà em cập bến nhá. Đẹp chưa? Nhìn đã mắt dã man luôn này. Một cây như này em bán với giá là 350.000 ạ. Một cây thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 7 cặp lá đổ lên nhá. Mặt bông đây. Không khác gì cái hàng rừng của mình đâu mọi người ơi. Bông của nó có phần nó còn tươi hơn, nó sáng hơn, bắt mắt hơn nhá. Đây này, cầm lên cho các bác xem này. Đẹp chưa? Hàng bao đẹp, bao lỗi lá nhá. Những cái hàng này về bây giờ các bác chỉ việc làm móc treo lên cho em thôi. Đừng tách ra làm gì cả. Cái nhạn thái cấy mô này thì hoa của nó sẽ nở rải rác tầm từ tháng 4 đến tháng 10, tháng 11 dương ạ. Chứ không phải là hàng thái là nó sẽ ra tháng 4 đâu các bác nhá. Nó là hàng cấy mô nên nó sẽ nở rải rác quanh năm. Có nhiều cây nó ra tháng 8, có những cây tận tháng 10, tháng 11 nó mới ra hoa ạ. Đây, nhưng mà một cái đặc biệt của nó là cái nhạn này này. Mình chơi thân, chơi lá nó cũng rất là đẹp nhá. Bỏ ra 350.000 này để sở hữu một cái cây này về chơi thân, chơi lá cũng thấy đáng đồng tiền ạ. Đẹp chưa? Mọi người lưu ý cho em nhé. Em báo là từ 7 cặp lá trở lên thì các bác phải đếm cho em từ cái cặp lá cuối cùng. Những cái lá con như thế này này, phải đếm từ lá con dưới gốc này nhá. Đẹp chưa? Lá này của nó khum khum như kiểu là bàn tay Phật đấy. Siêu đẹp, siêu xanh mướt luôn. Thanh đạm Indo của nhà em nhé. Một chậu siêu to khổng lồ như này em bán với giá là 370.000.
Cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người nhá. Nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship ạ. Nghĩa là mọi người lấy một chậu hay bao nhiêu chậu thì cũng vui lòng cộng cho em 40.000, đồng giá 40.000 tiền ship nhá. Thanh đạm Mindo này thì một năm nó sẽ cho ta hai đợt hoa, một đợt hoa Tết và một đợt hoa hè. Cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ đẹp mọi người nhá. Đây này. Nếu như mà các bác trồng một chậu thì hoa nó sẽ ra như thế này. Thoải thoải như này nhá. Chậu siêu to khổng lồ này. Hàng này về thì bây giờ mọi người sang chậu cho em để cho cây nó phát triển, cho nó đẻ con nhá. Và cái giá thể trồng thì các bác cho em thêm một ít vỏ thông thôi. Và cái thanh đạm này thì nó không ưa nước, cho nên là các bác lưu ý cho em là tưới vừa phải thôi nhá. Đây. Đẻ nhiều lắm, trung bình một chậu này thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 20 cái giá hành. Và cứ mỗi một cái giá hành này nó sẽ cho hai vòi hoa nhá. Hàng đẹp cực kỳ luôn này. Hiện tại bây giờ nó chưa phải đợt hoa, chưa phải mùa hoa nên các bác chơi thân chơi lá cho em. Mướt mát luôn nhá, nhìn như tranh vẽ luôn này. Hoặc là mình có thể, các bác thích chơi dày ấy ạ, mình ghép mấy chậu vào làm một ấy, để nó ra được một cái suối hoa dày như thế này này. Đây. Như em có ghép thử cho các bác này. Lên chậu cho mọi người 3 chậu nhá. 3 giò thanh đạm này, siêu to khổng lồ luôn. Cái chậu này nhà em nó hơi bé, nếu mà như các bác thích ghép 2 chậu hay là 3 chậu ấy ạ, thì mình làm cho em cái chậu đường kính nó to hơn để cho cây nó có cái đường nó đẻ con cho nó nhiều hơn ấy. Đây này, cây siêu to khổng lồ luôn. Mọi người ơi, bây giờ nhá, cái hàng năm nay nó cực kỳ rẻ luôn. Nếu như vào một chậu này vào cái dịp Tết năm ngoái em bán nó sẽ dao động khoảng tầm từ 580 đến 600 nhá. Năm nay giá nó tụt rất là nhiều luôn ạ. Mà cây nó rất là đẹp nhá. Nên các bác tranh thủ mà mua, vì cái hàng này em cũng không có nhiều đâu. Tiếp theo đây này, em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là vôi tím Myanmar thân thủ nhá. Thân to chưa? Ui dồi ôi, béo ngậy này các bác nhìn này. Ôi, thân nó to chưa? Béo ngậy này. Hàng này nhá, một bảng của nó trung bình có 9-10 ngọn. Thi thoảng có những bảng to đột xuất thì nó rơi vào tầm 7-8 ngọn. Ví dụ như đây, các bác nhìn đây này. Ngon chưa? Đấy, béo ngậy luôn. Một bảng nó tầm 9-10 ngọn. Ngắn dài xen kẽ, em cho các bác xem mặt hoa. Siêu thơm, siêu đẹp luôn. Hàng này, nếu mà các bác chăm sóc tốt, đúng quy trình, hợp thời tiết thì nó sẽ ra hoa đúng Tết. Như cách đây, từ các bác nào mà mua nhà em mấy năm nay thì biết rồi đấy, hoa ra chuẩn Tết luôn. Vôi tím Myanmar. Còn nếu mà không thì nó sẽ ra ra ngoài Tết nha các bác nhá. Hàng siêu béo ngậy thân thủ như thế này, em bán như vậy một bảng như này có ngọn dài ngọn ngắn xem kẽ. Em bán đến tay các bác là 230k một em. Đây, bác nào mà thích chơi nó một ra một suối hoa thì các bác mua hai giò kết thì vậy như vậy cho em. Nó sẽ ra một suối hoa đẹp. Em cho các bác xem lại mặt hoa nhá. Siêu đẹp luôn ý. Đã đẹp lại còn rẻ. Có 230.000 một em thân thủ như một bảng thân thủ như thế này. Giá cái này là trên thị trường người ta đang bán ít nhất là phải 270.000 một bảng. Nhà em bán độc có 230.000 đấy các bác nhá. 230.000 một bảng chưa có phí ship. Hàng đẹp long lanh thân thủ luôn các bác nhá. Thân thủ luôn. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Quá đẹp luôn. Đây, mặt hoa đây. Lô châu rừng bắp trụ, hàng lá mít xếp nhá. Cái hàng rừng này thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa trắng tím thôi ạ. Và cái hàng này thì hôm nay xin phép báo giá đến các bác là 500k cho một cân này. Hàng chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Phí ship đồng giá là 40.000 giúp em ạ. Một cân này thì nó cứ dao động khoảng tầm 2 cây. 2 cây một cân nhá. Hàng cây to nặng này. Cái hàng này thì em bảo hành cho các bác 100% là năm nay các bác có hoa chơi. Nó già cây rồi mọi người ơi. Và hàng này nó đã qua xử lý rồi, về các bác không cần phải ngâm kích gì nữa nhá. Mình có thể ghép luôn cho em được ạ. Cây to này, nặng này. Cầm rất là chắc tay luôn nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá mọi người nhá. Cái thời điểm này các bác mua về ghép là hợp lý nhá.
ép cái tầm này để đến Tết mình có hoa chơi này. Một cân nó cứ dao động khoảng tầm 2 đến 3 cây nhá. Như những cái cây nhỏ nhỏ này này thì một cân nó được tầm 3 cây. Còn cái size cây to hơn thì một cân được khoảng tầm 2 cây nhá. 500k một cân. Cộng thêm 40.000 tiền ship nhá. Tiện nên là em cũng thanh lý sập sàn luôn cái lô trâu này của nhà em. Hàng này nó là hàng mới về. Thế nhưng mà đợt này vận chuyển nó chán quá. Về nơi này nó cứ bị nứt lá như này nhá. Nên em thanh lý nhanh cho các bác 200k một cây như thế này. Hàng này nó là hàng hoa Tết. Phần lớn nó là cái màu đỏ sắc pháo nhá. Màu đỏ sắc pháo, màu đỏ tài lộc đấy ạ. Tết đến mà trong nhà có một cái giò lan này thì tuyệt đẹp. Đây em lấy cho mọi người xem cái mặt đỏ sắc pháo của nó nhá. Đây này các bác ơi, màu đỏ này. Đây, màu đỏ này nhá, màu đỏ tay em chỉ này. Đẹp chưa? Đẹp dã man luôn ạ. Hàng này về mình có thể bóc ra mình ghép lũa cũng được. Hoặc là đây các bác bỏ cái chậu bên ngoài đi, để cái chậu này mình cho sang chậu nhựa, chậu gỗ nhá. 200k cho một cây. Hàng không bao ship, phí ship đồng giá 40.000. Các bác có lấy một cây hay bao nhiêu cây thì cũng đồng giá 40.000 cho em. Đây này. Về nó cứ bị cọ vào cái thành thùng với lại những cái dây thép này nó cọ vào ấy ạ. Người ta không tháo dây thép ra, người ta cứ để nguyên cả dây thép người ta vận chuyển cho mình. Nên là về nó cứ bị sứt sẹo một tí thôi. Tiếc vô cùng luôn này, hàng này. Bản lá to này, mọi người nhìn cái bản lá của nó này. To chưa? Một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá cho một cây nhá. Đây các bác ơi. Em lưu ý cho mọi người này, hàng của nhà em nhá, lá ngọn còn nguyên, nó vẫn đang đi lên ầm ầm luôn ạ. Và đặc biệt nói không với hàng thối nhũn nhá. Chỉ là cái hàng này của nhà em nó là hàng lỗi lá nên em thanh lý thôi. Chứ không phải là hàng thối hay như thế nào đâu. Lỗi tí tẹo 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 thôi nhá. Đây. Chậu một cây mọi người nhá. Một chậu một cây 200k. Lá siêu yêu thương luôn. Bản lá to này. Lá nó to dã man luôn. Châu ôm gỗ hàng bảng 2 cây của nhà em này. Thanh lý sập sàn cho các bác 150.000 cho một bảng 2 cây nhá. Hàng này em bảo hành Tết năm nay ra hoa luôn ạ. Cái dòng này nó là dòng hoa sổ số. Đây là cái bảng màu của nó nhá. Toàn màu hoa đẹp thôi. Yêu lắm. Đây này các bác nhìn này. Cái này thì lá nó hơi lỗ một tẹo cho nên em thanh lý là 150.000 một bảng 2 cây. Tính ra nó rơi vào tầm 75.000 một cây nhá. Hàng thuần rồi và em bảo hành ra hoa luôn ạ. Các bác nhìn cây cực kỳ khỏe nhá. Cái đầu rễ này. Những cái này về bây giờ mình chỉ việc treo lên là chơi thôi. Hoặc là các bác thích vào chậu. Vào chậu cũng được mà ốp vào lũa cũng được. Đây mọi người nhìn cho em này. Nhiều bác bảo là cái cây bé như này làm sao nó ra hoa. Đây, thực tế luôn nhá. Cuống hoa cũ đây. Em bảo hành ra hoa cho mọi người. Các bác cứ yên tâm. Không ra hoa các bác mang đến đây em đền cho các bác. Một đền 10 nhá. Cái hàng này em cũng không có nhiều. Đây này. Dọn vườn, xót vườn. Vì là treo linh tinh không để ý ạ. Bây giờ dọn ra này nó có xót được khoảng chỗ này được tầm chục bảng nhá. Em thanh lý 150.000 cho một bảng 2 cây. Mọi người nhớ cho em là hàng này nó là hàng lỗi lá này. Chứ không phải là hàng đẹp mướt mát miên man nhá. Lá nó hơi lỗi đấy ạ. Gọi là hơi lỗi thôi chứ nó không phải là lỗi che chét đâu. Không phải đến nỗi là ma chê quỷ hờn. Nó chỉ gọi là hơi sứt sẹo tẹo thôi. Hàng thanh lý em không bao ship nên là mọi người vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship và mỗi một thùng hàng nhá. Trầm rồng đỏ hoa Tết hàng ươm kỳ chuẩn mặt hoa của nhà em vừa cập bến đấy ạ. Hôm nay em về được cái loại chậu 2 thân và chậu 3 thân nhá. Chậu 2 thân thì em xin phép bán với giá là 160.000, 3 thân có giá là 200k. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là đều chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship ạ. Đây, mọi người nhìn cho em này. Cái trầm của nhà em nhá. Hàng thân thủ nhá. Rất là mập luôn. Nếu những cái hàng này về bây giờ mình sang chậu cho em. Cái giá thể trồng mình có thể trồng bằng dớn vụn hoặc là vỏ thông vụn đều được này. Và như các bác nhìn thấy trên màn hình bây giờ là hiện tại những cái mục có một số chậu là
Lá nó đã hơi vàng vàng một chút rồi nhá. Vàng này là vàng xuống lá chứ không phải vàng bệnh nhá. Xuống lá để ra hoa. Và có một cái lưu ý nho nhỏ đến các bác là chậu 2 thân hay chậu 3 thân thì thân của nó bao giờ cũng sẽ có một thân nó sẽ đuối hơn những cái thân còn lại nhá. Chứ nó không thể nào 2 thân hay 3 thân nó đều bằng bằng nhau được nhá. Đây. Rồng đỏ này, hàng hoa nở chuẩn Tết luôn. Thân mập nhá, đẹp chưa? Cái trầm này này, cái dòng trầm này này, nó cực kỳ là dễ chăm, dễ trồng. Các bác có vứt lăn lóc ở góc vườn, nó vẫn lên, nó vẫn sống bình thường nhá. Và điều đặc biệt là cái dòng này nó cực kỳ thơm và bền bông. Như mọi người nhìn thấy ở trên cái ảnh mà em cho các bác xem này. Ở cái chậu này là nó có khoảng tầm chục thân trầm nhá. Các bác có thể làm mấy chậu về ghép một chậu như thế này cũng được. Để lúc nó hoa nó ra nhìn nó, cái chậu nhìn nó to, nó bắt mắt hơn nhá. Đây. Long Tu Xuân Di Linh hàng hoa chuẩn Tết em vừa cập bến được một lô siêu đẹp này nhá. Giá vẫn là 200k một bảng thôi ạ. Và trung bình một bảng này nó cứ dao động khoảng tầm 10 ngọn nhá. Đẹp chưa mọi người ơi? Hàng hoa nở chuẩn Tết các bác nhá. Mặt bông của nó này, dòng này siêu dày hoa luôn. Đẹp quá cơ chứ. Cái này nó là Long Tu Xuân mọi người nhá. Long Tu Xuân Di Linh. Một bảng của nó thì nó dao động 10 ngọn, ngắn dài xen kẽ các bác nhá. Mọi người để ý cho em cái chỗ này này. Em nói là có ngọn ngắn, có ngọn dài. Chứ nó không thể nào mà 10 ngọn nó dài đều như nhau được. Ví dụ như cái bảng này các bác nhìn cho em nhá. Đây này. Đây như này này, như này nó cũng tương đối đều nhau này. Và hiện tại là bây giờ có những ngọn nó đã thắt rồi. Còn có những ngọn thì nó vẫn đang đi ngọn đây này. Cành lá xanh mướt luôn. Những cái hàng này về bây giờ các bác chỉ việc treo lên chơi thôi. Mọi người để ý cho em có một cái túi phân nhá. Thì khoảng tầm tháng rưỡi các bác thay cho em cái túi phân này một lần. Ngọn to này. Đây mọi người nhìn cho em này. Tầm này là nó thắt ngọn là nó sẽ xuất hiện cái tình trạng vàng lá các bác nhá. Đẹp lắm. Thân nó to mập luôn. Đây mọi người nhìn này. Và tiếp theo đây nó là cái lô trầm cửu long nhá. Trầm cửu long thì hiện tại bây giờ đang chuẩn bị nó xuống lá rồi, xuống lá để trào hoa rồi. Nên là nó sẽ xuất hiện cái tình trạng vàng lá như này nhá. Mọi người lưu ý cho em này. Em cũng nhắc qua luôn nhá. Là không phải là nó chỉ bị vàng một ít lá như này đâu. Mà là dần dần theo thời gian này, nó sẽ vàng hết những cái lá như này và nó sẽ rụng hết. Khi nào nó chỉ có mỗi cái thân này không này, thì là nó sẽ ra hoa các bác nhá. Không là nhiều bác bảo là sao ở em quay ở trên màn hình nó vàng có vài cái lá mà về nhà anh lại vàng nhiều thế. Mặt bông của nó này. Nét chưa? Nét căng luôn. Cái trầm cửu long này thì cái loại 3 thân như thế này em đang bán với giá là 200.000 nhá. Em còn một loại chậu 2 thân nữa thì em bán với giá là 160.000. Như thế này. 2 thân này. Toàn bộ hàng của nhà em đều là hàng thân thủ nhá các bác nhá. 2 thân. Đây, 2 thân là 160, 3 thân là 200 nhá. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là đều không bao ship nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nữa nhá. Đây này. Vàng này là vàng già cây nữa. Nó xuống lá để nó chuẩn bị ra hoa, không phải vàng bệnh, nên mọi người lưu ý cho em nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đến các bác, nó là cái dòng 5 cánh trắng mắt xước, hay còn gọi là hồng mắt xước ạ. Mặt bông của nó đây, đẹp vô cùng, mà cái giá của nó cũng cực kỳ đẹp nhá. Hôm nay lên cho các bác một combo này, 3 chậu, 1, 2 và 3, với giá là 250.000. Hồng mắt xước này khi mà cây nó trưởng thành, chiều dài nó sẽ đạt khoảng tầm 1 mét nhá. Các bác nhìn cho em này, hàng này nó là hàng ươm ki, chuẩn mặt bông cho mọi người ạ. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Hiện tại bây giờ thì tất cả những cái hàng thân thòng ấy
nó đã bắt đầu có những cái thân là nó thắt ngọn, nó xuất hiện tình trạng xuống lá, vàng lá nhá mọi người nhá, chứ không phải là vàng bệnh. Đây, tiện video đây thì em cũng nói luôn. Đây là cái lô tuyết ngọc của nhà em nhá, hoa trắng muốt luôn, trắng không tì vết ạ, nên nó có cái tên gọi là tuyết nhá. Hôm nay sẽ lên cho các bác một combo 250.000, bao gồm một chậu một thân này và một chậu nhiều thân. Đây, chậu nhiều thân thì thân nó sẽ ngắn hơn một chút các bác nhá, còn chậu một thân thì thân nó cũng tương đối dài rồi. Đây các bác nhìn cho em những cái rễ nó ra này, siêu khỏe luôn nhá. Dòng này hoa rất là to, siêu bền luôn này. Để mà nói về hương thơm thì nó siêu thơm, thơm cực kỳ nhá. Đây, một dàn đây, các bác nhìn thấy sướng mắt chưa. Hàng này nó là hàng hoa nở chuẩn Tết nhá, nên là hiện tại bây giờ chưa phải là cái mùa hoa, thì các bác chơi thân chơi lá giúp em. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn ạ. À.